Anh ơ. Ý nộn. Ô na. Úi giời, nộn nữa rồi. Hôm nay cái giọng thế lào nhỉ. Cân bằng cái giọng lại xem nào. Úi giời. Alo, à đúng rồi, cái này nè. Cái này mới đúng của mình nè. Cái này mới là giọng của mình. Hồi nãy bị nhập ông nào vô ta. Rồi, thân mến, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Tài xin gửi đến mọi người một cái video clip nói về cái EQ. EQ hay là có người gọi là equalizer, hay là có người gọi là cái nọc xì. Úi giời, này nộn nữa rồi. Thật sự có người gọi là cái lọc xì, mà Tài nghe nó cũng rất là mắc cười. Mới là lọc xì. Giờ thử mà nâng chút xíu nữa Tài nói sao. Thử nâng lên thử coi, coi nó xì hay nó không xì. Đó. Nhưng mà có người gọi nó là cái lọc xì. Chứ đúng, thật sự cái tên của nó, Equalizer, nó được gọi là một cái bộ cân bằng. Nó cung cấp cho chúng ta cái một cái âm thanh trên một cái giao diện bằng phẳng. Sau đó chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái gì không cần thiết, thì chúng ta sẽ loại bỏ ở trên những cái cần fader ở đây. Chứ còn bây giờ chúng ta gọi nó là cái lọc xì. Thử nâng mấy cần trép lên thử coi, mấy cần ở giải trép thôi. Nó xì bà cố luôn nếu mà nâng nó lên. Rồi thì hôm nay để đi sâu vào vấn đề này thì kết nối thì nó có rất là nhiều kiểu kết nối. Có những người làm kiểu này, có những người điều chỉnh kiểu kia. Thì bây giờ Tài mời mọi người xem hai cái phương án. Cái phương án của những khách hàng mà Tài đã thấy cái cách điều chỉnh của những người đó. Rồi sau khi mọi người xem hai cái phương án nó xong rồi á, tiếp tục Tài sẽ nói đến cái vấn đề của cái EQ trong cái video này ngày hôm nay nữa. Xin mời mọi người. Một cái điển hình thứ nhất chính là đây. Thì mọi người thấy là Tài đã đi setup rất là nhiều máy cho khách hàng. Và đến nơi đó, thấy có những chiếc EQ được chỉnh như thế này đây. Đó, cái kênh A thì chỉnh một cái vòng cung lượn xuống như thế này. Đó, cái kênh B thì lại chỉnh một cái vòng cung cung lên như thế này. Đó, có phải đây là điều chỉnh mà gọi là điều chỉnh cho đẹp không? Mà vô tình là không bao giờ để ý đến những cái này. Đó, ở đây có số 20 nè. 20. Đây. Đó, thấp nhất là 20 nha. Và sang bên góc phải bên này. Đó, đây là có số 20 kHz. Và người dùng thì cũng chẳng để ý đến mấy cái này làm gì. Đó, thật sự là khi dùng không có cảm nhận, ví dụ như không biết thì có thể mình đẩy thử những cái cần này lên để nghe nó như thế nào. Nhưng mà lại điều chỉnh như thế này, rồi tại sao lại đi nói ủa sao một bên loa của tôi nghe tiếng trap rất là lớn, tiếng trap rất là hay. Thì rõ ràng là cái kênh A nè, đây là một kênh nè. Đó, thì cái kênh này nè, nghe tiếng bass, tiếng trap rất là hay. Mà nghe tiếng ca nó không có, tiếng ca nó nhỏ lắm. Thì ở đây là bass, trung và trap. Thì đó, rõ ràng thì cái loa này trap nâng lên rất là cao. Nâng kiểu này là cháy cả trap luôn á. Đó, ở đây nè, trap nâng cho cao, cái dãy trung hạ xuống hết, và cái dãy bass nâng lên. Thì đó, một bên loa sẽ nghe tiếng bass rồi tiếng trap rất là sắc bén ha, tiếng bass rất là trầm luôn, có thể là hư cả bass luôn á, nó nhồi bass nhiều quá mà. Rồi á, còn một kênh còn lại, tại sao mà bên loa này của tôi thì lại nghe tiếng ca nó nhiều lắm mà loa trap thì nghe nó tí? Thì bởi vì ở đây cái dãy trap này cắt xuống hết rồi nè. Đó, cắt cái dãy trap xuống hết rồi. Ở đây thì nâng cái dãy trung lên, chỗ này nâng cái dãy trung lên và chỗ này lại hạ dãy bass xuống. Đó, có phải là đây là trang trí cho đẹp không? Đó, thì thường là màu mè thì sẽ trang trí cho cái bộ EQ cho đẹp. Rồi Tài sẽ đưa đến một cái vấn đề thứ hai nữa nha. Đây chính là cái vấn đề thứ hai mà Tài vẫn gọi đây là trang trí cho đẹp, chứ không phải là để cảm nhận chất lượng của âm thanh, không phải để nghe. Đó, nè, dãy bass nâng lên tới cái dãy mid bass. Cái khoảng này là khoảng của mid bass ha, mid bass giảm mid bass xuống, đến đây dãy trung nâng lên,
Đó, hai cái này nâng hết hai giải trung lên. Rồi đến cái giải mid, mid trap. Đó, kéo giải mid trap xuống nè. Đó, mid trap kéo xuống. Rồi đến giải trap là tần số cao nhất, thì những cái này bắt đầu được lên từ từ, những cái tần số cao được lên lên lên. Lên 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 từ từ. Như thế này thì âm thanh mình loại cái này, mình bỏ cái kia đi, thì mình nghe âm sắc nó sẽ thiếu hoàn toàn hết, chứ không còn. Và còn nhiều cách nữa. Tài thấy rất là chứng nhận thấy nhiều cách. Có những cái EQ mà đèn này nó cứ chớp tắt, nó chớp từng cần đi vậy nè. Đó, trang trí chớp thôi rồi. Đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp. Nhưng nhìn vào cái dàn máy thì thấy đèn đón rồi rất là đẹp. Nhưng mà rồi cái âm thanh cảm nhận không có cái gì cả, mất hết hoàn toàn. Cái thì cắt, cái thì lấy cho dư thừa ra. Rồi dẫn đến hư hại trep. Thì bắt đầu miệng truyền miệng với nhau. Đó, cứ miệng người này truyền miệng cho người kia, đổ thừa cái này là con dao hai lưỡi. Đó, tại vì điều chỉnh không được, không hiểu được cái gì ở trên đây, những cái tần số. Mà ngày nay á, thì có rất nhiều người ở trên YouTube, người ta đã làm kênh, người ta chia sẻ rất là nhiều. Chia sẻ từ số cho đến analog. Và mọi người cũng xem qua hay như thế nào, mà thật sự là thấy đến tại thời điểm bây giờ là năm 2020 rồi, mà vẫn còn cái hiện tượng này rất là nhiều. Là điều chỉnh mà đủ các kiểu hết, điều chỉnh mà không cảm nhận được. Đó, thì hôm nay nói về làm clip này mà làm hết á, làm hết về đủ các kiểu luôn á, thì nó còn rất là nhiều kiểu để mà sử dụng cho nó đúng cách. Thì hôm nay Tài sẽ chia sẻ đến với mọi người một clip về cái cách sử dụng của cái EQ này. Rồi chúng ta phải kết nối như thế nào cho nó đúng. Và trên video này dĩ nhiên cũng sẽ có những người không đồng ý. Bởi vì sao? Bởi vì cái lỗ tai của chúng ta là lỗ tai analog. Đó, chứ không phải lỗ tai digital. Cái digital á là nó tách bạch rất là rõ ràng, nó hiển thị cho thấy luôn. Nhưng mà analog thì với những người cái lỗ tai mà đã quen nghe theo cái này rồi á, nghe quen qua cái kiểu mà người ta sẽ nói rằng tôi chỉnh như thế này, máy của tôi chỉnh như thế này, tôi sẽ nghe nó rất là hay rồi. Thì họ cũng vẫn sẽ không bao giờ phủ nhận với những cái gì mà trong video này Tài đã nói. Đó, thì xã hội mà, chính người mới ý. Thì nói là như vậy thôi. Thì dĩ nhiên Tài làm video này lên được bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nói chung là được bao nhiêu thì người có thể hiểu được thì hiểu, còn không hiểu được thì xin chào thua, đành bó tay .com. Rồi, trở lại với cái vấn đề ngày hôm nay, thì Tài làm cái video clip chia sẻ với những khách hàng có hỏi đang sử dụng vang số, rồi kết nối xuống cái equalizer này như thế nào cho nó đúng cách. Và cũng có những cái dòng comment của những khán giả là cũng có equalizer rồi, nhưng mà đang sử dụng là âm ly. Và ở phía sau âm ly nó có cái cầu nối, cầu chữ U đó. Thì sẽ kết nối như thế nào thì Tài sẽ làm vào video clip sau. Còn hôm nay Tài sẽ làm video clip nói về sử dụng vang số, kết nối như thế nào để cho chúng ta vận hành được cái equalizer này. Chúng ta có thể cắt, chúng ta có thể điều khiển những cái gì mà tần số nó bị dư thừa, mà trên cái chiếc equalizer này nó đã được trang bị sẵn. Rồi thì bây giờ xin mời mọi người xem về phía sau. Ra phía sau. Cái kết nối này thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên ở bên đây sẽ là ngõ, mọi người sẽ thấy ở đằng sau vang số nó sẽ có ngõ là MLED và MRI. Thì đây là cái chữ viết tắt thôi, thực sự nó là MENLED và MENRI. Thì chúng ta chỉ việc lấy cái MENLED và MENRI đó, đây hai sợi dây này, từ MENLED và MENRI chúng ta output, và ở vang số sẽ là output và nó sẽ sang bên EQ này, nó sẽ là input 1 và 2. Và tiếp đến còn hai lỗ phía bên dưới, đây có ghi chữ output nè, output 1 và output 2. Đó, thì chúng ta sẽ việc output hai sợi dây này xuống dưới main nữa là xong. Đó, đây là xuống main. Rồi còn ví dụ như cả một cái hệ thống sân khấu nó còn crossover này nọ nữa, thì lại từ cái output của cái EQ này xuống crossover, rồi crossover mới phân tần số quản lý loa, rồi chúng ta mới chia ra từng main nữa. Nhưng mà cái này đang nói về một số khách hàng đang sử dụng ở nhà, sử dụng với gia đình. Đó, cho nên thì ở đây sẽ không có crossover ở đây.
Thì với cái chiếc EQ này á, thì nó có một cái ngõ là sub out nữa. Nếu như mà ở nhà mọi người có ngõ sub điện thì chúng ta cắm cái ngõ sub điện vào đây và chúng ta quét cái frequency ở đây. Chúng ta lấy sub từ đây luôn á thì nó sẽ được đồng pha với cái này, đồng pha với cái EQ. Còn nếu chúng ta lấy ngõ sub ở bên cái vang số lấy ra cũng vẫn được. Ở đây nó cũng vẫn ra ngõ sub, nhưng chúng ta phải có phần mềm và chúng ta phải vào bên trong, chúng ta chỉnh cái pha của nó làm sao cho nó phù hợp với hai cái loa full. Và cái vấn đề pha này thì cũng có rất là nhiều kênh YouTube đã nhắc đến cái vấn đề này. Vì về cái vấn đề mà không đồng pha, sau khi chúng ta kết nối xong rồi chúng ta mở nhạc lên thì mở loa sub lên thì mở thêm hai loa full nữa thì nghe nó không có hòa quyện lại với nhau. Đó là cái vấn đề là lệch pha. Rồi còn phần còn lại thì cái ngõ em quay đó có thấy được không? Qua đây. Đó là phần kết nối về EQ rồi ha. Còn đây thì cái ngõ in này tín hiệu nhạc đầu vào. Đó thì Tài đang cắm vào cái iPad. Còn cái đây là cái ngõ mid out ra, mid 1. Thì vang, cái vang số này thì sử dụng bằng jack 6 ly, không có canon. Có một số vang số thì nó có canon nữa, nhưng mà cái vang số này thì nó chỉ có jack 6 ly, thì đang được in vào cái jack 6 ly ở đây. Đây là tín hiệu mid đưa vào cái vang số. Rồi trở về với cái mặt trước để mà chúng ta thấy được những cái hay. Đây đây, ở đây, quay về đây. Thì ở đây là một cái chiếc EQ của hãng Behringer. Thì nó sẽ có một cái số cái chi tiết điều chỉnh ở đây như thế này. Đây là cái mẫu là model là FBQ6200HD. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta là limit, giới hạn ha. Chúng ta muốn giới hạn thì nó tương tự như ở trên compressor, nhưng mà compressor thì nó rất là rộng, nó còn nhiều thứ. Nhưng mà ở đây thì nó được trang bị cho chúng ta trên hai kênh riêng biệt luôn, kênh 1 và kênh 2 đều có cái limit. Thì chúng ta muốn sử dụng cái limit này để chúng ta giới hạn, chúng ta cho cái mức tín hiệu dạng âm thanh chúng ta ra bao nhiêu. Thì cái này là áp dụng cho bên sân khấu là nhiều hơn với âm thanh gia đình. Thì ở đây cái limit này Tài cũng không có dùng đến. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ có cái input đầu vào, là chúng ta cho cái mức độ vào bao nhiêu, nó tương tự là gain. Và đến đây chúng ta sẽ có low cut và chúng ta sẽ có high cut. High cut chúng ta cắt đi tần số cao và low cut chúng ta cắt tần số thấp. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái volume. Nếu chúng ta sử dụng cái ngõ sub ở ngoài phía sau thì chúng ta sẽ nhấn cái này vào và chúng ta sẽ điều khiển sub ở ngoài phía sau. Nhưng mà ở đây cũng không có thì nhả ra. Và phần bên dưới này cũng vậy, cái kênh thứ hai này nó cũng tương tự như kênh 1 ở phía trên, cũng y vậy luôn. Gain, rồi đến low cut, đến high cut. Rồi có một cái chỗ này pin noise. Đó, cái pin noise này á là dùng để cho chúng ta, khi chúng ta nhấn vào cái pin noise này và chúng ta sử dụng cái micro RTA và có phần mềm đo ở trên máy tính, và chúng ta sẽ đo cái loa full của chúng ta nó sẽ bị dư thừa cái gì hay là nó bị lệch pha như thế nào. Đó là cái pin noise. Đây nè, có nhiều người không biết cái pin noise là gì. Nhấn vào nè, Tài sẽ nhấn vào ha. Mở lên nè, cái pin noise nó nhìn đó. Đó, cái pin noise nó sẽ phát ra cái tiếng như vậy đó. Chỉ nghe cái tiếng sôi, chỉ nghe tiếng sôi vậy thôi. Nhưng mà cái tiếng sôi đó mới chuẩn, thì cái RTA nó mới đo được cái loa của chúng ta, cái pha như thế nào, rồi trép làm sao, bass làm sao, bị dư thừa cái gì. Và sau khi dư thừa đó đó thì nó sẽ được hiển thị ở trên những cái dãy tần số ở đây. Và cái dãy tần số này chúng ta phải nhấn cái FBQ này vào nha. Người ta làm ra hai cái FBQ này không phải để trang bị cho đẹp đâu. Đó, tắt nè. Đó, đèn đỏ đỏ hết. Và sau khi chúng ta nhấn vào thì đèn sẽ tắt hết. Cái vấn đề này á, có nhiều người nói là nhấn cái này vào để cho những cái đèn này nó chớp, nó nháy theo nhạc cho đẹp. Sai hoàn toàn. Đó, Tài xin nói là sai hoàn toàn. Ở trên đây người ta đã có đèn hiển thị gain dB ở đây rồi, người ta đâu cần chớp ở trên những cái fader này làm gì. Đó. Mà tại sao người ta phải để là FBQ và người ta nhấn mạnh ở bên ngoài vỏ hộp ở trên cả cái máy này luôn. Người ta nhấn mạnh nó là FBQ feedback. Feedback là cái hú. Thì bây giờ Tài sẽ bắt đầu thử để cho mic nó lớn lên và mọi người sẽ thấy được những cái đèn này nó hú nè. Hoặc là mở nhạc ha. Mở nhạc thì thấy
Dĩ nhiên khi mà chúng ta có tần số, chúng ta có âm thanh đi vào, thì cái dãy âm thanh nó hiển thị ở trên những cái đèn nào. Giống như bây giờ mọi người thấy Tài đang nói, thì đèn nó sẽ chớp nè, nó hiển thị cái giọng nói của mình nằm ở cái mức nào, nằm ở cái dãy tần nào. Tại sao những cái đèn ở đây nó không chớp? Tại vì tần số này thấp lắm, tới 20 là 20. Chỉ có những bản nhạc nào đuôi là đuôi quay á, thì nó mới đạt được tới cái mức này thôi, mà cũng rất là hiếm. Đó là từ 20 Hz thấp nhất. Rồi còn thấp nữa thì lỗ tai mình nghe không nổi đâu. Ở đây là cái EQ này, cái dải nó rất là rộng, nó lấy từ 20 Hz. Thì chúng ta, đây là tần số thấp, tiếng bass đó, thấp nhất. Rồi cho đến cao nhất là 20 kHz. Nhưng mà có những, hiện tại bây giờ á, tai của chúng ta nghe thì cao tắm thì đến khoảng 10 kHz này, dải tần số trép. Và những bài nhạc nào gọi là dữ dằn lắm, đĩa DVD và Blu-ray rồi này nọ các thứ ha, đầu CD rồi thứ dữ á, và đĩa phải là đĩa xịn, đĩa gốc, thì chúng ta mới có thể, cũng tùy theo cái nơi hòa âm phối khí nữa, nó mới có lên được tới 20 kHz này. Và đó thường áp dụng cho những cái dàn âm thanh high-end rồi, thì high-end nó ra những cái này rất là cao. Rồi bây giờ trước tiên thì Tài sẽ mở nhạc đi, để mà chứng tỏ rằng mọi người nói này để trang trí cho đẹp, chứ không phải trang trí. Mở một miếng nhạc lên thì chúng ta sẽ thấy đèn nó chớp, thì dĩ nhiên có âm thanh đi qua, có tần số đi qua thì nó phải chớp thôi. Dạ, đứng người ta. Đó, có nhạc vào thì đèn nó lên ha. Đây, dãy bass nè. Này mọi người có thể đeo tai nghe thì thấy rõ ràng hơn ha. Tại sao mà Tài nói thì nó chớp ở đây mà khi có nhạc vào nó chớp được ở chỗ này nè. Nó chớp tới 40 thấy không? Cái dải 20 thấy đèn cũng đâu có lên nổi thấy không? Rồi bây giờ cái đèn này nó hiển thị làm cái gì? Đây, em nhắm cái góc máy quay làm sao mà anh chỉ cái micro lên cho thấy cả hai nha. Bây giờ thì Tài sẽ cho micro nó hú nha. Hú ở đâu và Tài sẽ xử lý ở đó. Vì micro là đang từ bên cái van số. À, từ van số được truyền qua đây, mọi người đang nghe có tiếng reverb luôn đó ha. Rồi bây giờ Tài sẽ cho micro nó hú. Lớn miếng nữa, lớn miếng nữa nha. Lên. Hiện tại á, em quay về đây một cái. Hiện tại á, thì ở trên cái van số này nè, thấy được cái màn hình không? Thấy không? Chắc mỏi tay, nãy giờ quay phim chắc mỏi tay lắm rồi. Đây, Tài nhấn vào mic. Đây, cái feedback của đang tắt chống hú luôn nha. Ốp nè. Chống hú trên cái van số này Tài đang tắt. Vì để cái chống hú này nó cứ quần lại nghe mệt lắm. Đó, đang tắt chống hú là ốp nha. Và Tài sẽ xử lý hú ở trên cái EQ này. Đó. Rồi, lớn miếng nữa, hú lên. Lưu. Lưu. Mọi người thấy nó mới đỏ ở đây đúng không? Đây, và bây giờ Tài làm lại một lần nữa nè, nhìn nó đỏ nha. Lên. Nó hú ở trép đúng không? Nè, nó hú ở cái dải 4kg nè, nó mới đỏ lên nè. Rồi tiếp tục làm lại, chưa cắt đâu nha. Lên. Vẫn ở 4kg thấy không? Tiếp tục cho hú lại. Ok chưa? Đó, chưa đụng chạm gì hết ha. Đó, mới có đây, hú này là hú trung 3,15. Rồi cái này, hú trép 4kg. Đó, mới cắt hai cái cần này nhẹ nhàng xuống thôi. Đó, mới có nhẹ nhàng như đây thôi. Rồi thử. Liệt. Mọi người thấy cái lời hài của nó chưa? Thứ nhất là chúng ta để như thế này thì nó cân bằng. Và sau đó cái đèn FBQ feedback này nó sẽ hiển thị
nó báo cho chúng ta biết cái tần số nào dư thừa để chúng ta loại bỏ đi. Thông thường thì với karaoke gia đình ở nhà thì cũng đâu có ai mà đứng sát đến cái loa mà đứng dữ vậy, đúng không? Bình thường thì ngồi để bộ loa trên ghế salon thì ngồi cũng cách ra từ 2 mét cách cái loa, chứ đâu có ai để mà độ mà sát tới cỡ như vậy mà để hát đâu. Cho nên chúng ta loại bỏ ở đây tiện lợi nhất, và chúng ta không bị bẻ méo tiếng nếu chúng ta sử dụng cái phần chống hú. Cái gì mà đã nói liên quan đến chống hú rồi thì nó phải có méo tiếng thôi. Nhất là tiếng vợt này còn đỡ méo nha. Mở delay á, mở delay lên nghe nó méo còn khủng khiếp nữa kìa. Đó. Thì tùy theo không gian của mình, tùy theo mỗi chiếc loa của mình, và chúng ta vận hành cái EQ này nó đúng cách, chúng ta sử dụng đúng cách thì bộ âm thanh chúng ta cho ra nghe ở nhạc âm thanh mượt mà rồi. Và lưu ý thì cũng phải tùy theo cái loa của mọi người nữa nha. Cái loa mà câu bị lệch pha nè, bị lệch này kia thì có cắt mãi mấy cái này, cắt được anh này thì anh kia anh hú. Và chúng ta sử dụng 2-3 loại loa, mỗi loa nó cho ra mỗi một cái giải phân tầng khác nhau, thì cái EQ này nó cũng không làm được cái nhiệm vụ mà FBQ này đâu. Chúng ta phải sử dụng loa đồng bộ thì chúng ta mới làm được những cái điều mà lúc nãy Tài mới vừa thử cho mọi người xem, mọi người vừa thấy, chứng minh rằng cho mọi người thấy rằng cái đèn này ở trong đây nó không phải là vô nghĩa, và nó cũng không phải là để chớp cho đẹp. Rồi, và đến đây thì video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Và Tài sẽ lại hẹn gặp lại những khán giả của mình vào những video lần sau. Xin thân mến chào, tạm biệt.